Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Chấn thương chỉnh hình thuộc hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Và hôm nay tôi sẽ trình bày với các bạn một vấn đề mà các bạn nghe xong các bạn cảm thấy rất là sợ hãi, nhưng mà thật ra thì nó cũng không phải quá là đáng sợ. Đó là hoại tử vô trùng xương. Hoại tử vô trùng xương, các bạn nghe cái từ là mình đã thấy mình ghê gớm rồi đúng không? Hoại tử là một cái gì đó nó chết chóc và một cái gì đó nó rất là ghê rợn. Nhưng mà thực sự thì đúng là nó cũng có những cái tổn thương thực sự. Và hoại tử vô trùng xương mà chúng tôi đề cập tới ngày hôm nay đó là tình trạng hoại tử vô trùng xương của chõm xương đùi. Đây là một trong những bệnh lý vẫn còn rất phổ biến ở Việt Nam, mà chúng tôi đã từng viết dưới một cái bài báo dưới cái tên như thế này: nhậu nhiều coi chừng hư khớp háng. Tại vì sao? Là tại vì những người mà có một cái tiền sử nhậu dữ dằn đó, uống rượu mạnh hoặc là uống bia nhiều, uống liên tục đó, thì các bạn sẽ thấy họ bị hoại tử chõm xương đùi. Tuy nhiên có những cái bệnh lý khác vẫn có thể gây ra hoại tử chõm xương đùi. Thế thì quay trở lại câu hỏi của bạn, các bạn sẽ hỏi ngay, vậy thì hoại tử chõm xương đùi là cái gì? Đúng như tên gọi của nó, hoại tử chõm vô trùng chõm xương đùi là tình trạng chết của cái chõm, cái xương của chõm xương đùi mà nó không bị nhiễm trùng. Mà vấn đề ở đây người ta nghĩ là do tắc cái mạch máu nuôi. Chúng ta biết rằng cái chõm xương đùi thì nó sẽ nằm ở trong cái phần của khớp háng và nó được nuôi bởi một cái động mạch rất là nhỏ, rất là treo leo. Tôi không biết là tại sao là một cái chõm xương đùi mà cái vai trò nó quan trọng như vậy mà nó lại được nuôi bởi một cái mạch máu rất là bé. Cái điểm này là một trong những cái khiếm khuyết của ông trời khi mà ông thiết kế ra con người. Và cái này tôi nghĩ là cần phải cải thiện, nhưng mà tôi chưa biết làm đơn gửi cho ai. Thành ra là trong thời gian tôi chưa làm đơn gửi được thì các bạn phải coi chừng cái chõm xương đùi của mình. Thì cái nguyên nhân có lẽ người ta nghĩ rằng là do tắc mạch. Mà tại sao nó tắc mạch? Thì người ta thấy khi mà chúng ta nhậu nhiều đó thì cái mỡ trong máu nó nhiều, và mỡ trong máu nó nhiều thì nó có nguy cơ tắc các mạch máu này. Cái thứ hai nữa là những người mà sử dụng thuốc corticoid nhiều quá, và các bạn sẽ thấy rằng là sau cái đợt dịch Covid, những người mà sử dụng cái corticoid ở liều cao mà kéo dài mà không đúng cách thì chúng ta sẽ có nguy cơ hoại tử chõm xương đùi rất là cao. Những bệnh nhân bị lupus ban đỏ, họ bắt buộc phải xài corticoid liều cao kéo dài thì thường họ sẽ bị hoại tử chõm xương đùi. Những người làm thợ lặn, lặn sâu dưới biển và trồi lên đột ngột thì nó sẽ có những cái bọt khí ở trong máu và nó gây ra tắc cái động mạch này. Ngoài ra có những cái trường hợp người ta không biết nguyên nhân tại sao mà tự nhiên nó bị tắc cái mạch máu và nó cũng gây ra tình trạng hoại tử chõm xương đùi. Khi nó hoại tử thì triệu chứng sinh ra nó là cái gì? Cái chuyện đầu tiên là các bạn sẽ thấy đau vùng khớp háng. Nhưng mà các bạn cẩn thận là khi đau khớp háng nhưng các bạn lại không cảm giác đau ở khớp háng, mà các bạn cảm giác đau ở khớp gối. Người ta nói khớp gối là cửa sổ tâm hồn của khớp háng. Những cái gì đau ở khớp háng nó bắt đầu bằng ở khớp gối. Thành ra có rất là nhiều người là đi chữa cái đau khớp gối, rồi đến một thời gian khi cái chõm xương đùi nó tiêu hết rồi, đi càng nhắc rồi, lúc đó bác sĩ mới phát hiện là cái này coi chừng là không phải là ở vùng khớp gối, cho chụp cái khớp háng thì lại lấy hư ở trên cái khớp háng. Cái thứ hai là đau lưng, tại vì cái háng nó rất là gần với cái vùng thắt lưng, thành ra có nhiều người cảm giác đau tức ở cái vùng thắt lưng, rồi đi chụp MRI, chụp gì đó thấy thoái hóa cột sống rồi lồi đĩa đệm. Bây giờ chúng ta đang bị dẫn dắt với truyền thông về vấn đề là thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm vân vân. Thế là chúng ta cứ tập trung vô cái chuyện đó, rồi bác sĩ bị cuốn vô bởi cái dòng cuốn của các bạn cũng chẩn đoán như vậy mà quên mất cái khớp háng. Thành ra cái khớp háng là một cái vùng bị bỏ quên mà đa số các bác sĩ ít khi nghĩ tới. Triệu chứng thứ hai là khi bắt đầu nó nặng, các bạn sẽ thấy các bạn đi chân thấp chân cao và đi, tôi hay gọi là đi cà sẹo một bên á. Thì khi mà các bạn đi chân thấp chân cao và đi ẹo qua một bên, đi cà nhắc đó, thì đa số là nó sẽ nằm ở khớp háng nhiều hơn. Và có một số trường hợp thì các ông đệ tử của thần Lưu Linh đó thì bảo là bác sĩ ơi, sao dạo này tôi không ngồi xếp bằng với lại không ngồi thấp để nhậu được mà phải lên bàn nhậu mới được. Thì cái triệu chứng thứ ba là các bạn hạn chế cái việc vận động của khớp háng, biểu hiện bằng việc không thể ngồi xổm, không thể ngồi xếp bằng được nữa mà phải ngồi trên ghế cao mới nhậu được. Và các bạn sẽ thấy người ta sẽ nhậu từ dưới bờ lên trên bàn luôn, từ dưới đất lên trên bàn. Và thì với ba cái triệu chứng này cộng thêm, khi khám bác sĩ sẽ phát hiện ra các háng của các bạn không có vận động được, và vận động thì nó rất là đau. Và một cách rất đơn giản,
chụp X-quang đa số sẽ phát hiện được ra tình trạng hoại tử chỏng vô trùng của xương đùi. Một số trường hợp kín đáo hơn thì người ta có thể dùng tới MRI. Tuy nhiên tôi thấy có những cái trường hợp hơi phí phạm như thế này là hoại tử chỏng xương đùi chụp trên X-quang là đã thấy rồi, nhưng mà người ta các bạn lại bắt đi chụp thêm cái phim MRI, hoặc các bạn lại xin đi chụp cái phim MRI vì không giải quyết được vấn đề gì cả. Cái vấn đề là trên phim X-quang đã thấy thì người ta không cần phải tới MRI nữa. Trừ khi trên phim X-quang không thấy thì lúc đó người ta mới chụp MRI để phát hiện ở những cái giai đoạn rất sớm của hoại tử chỏng xương đùi. Ở giai đoạn sớm, khi chỏng chưa bị biến dạng thì có nhiều phương pháp để điều trị. Và khi các bạn thấy có nhiều phương pháp điều trị có nghĩa là không có phương pháp nào tuyệt đối cả, không có phương pháp nào đảm bảo 100%. Thì chúng ta lược qua những phương pháp sau đây. Dùng thuốc, có một nghiên cứu cho thấy dùng thuốc loãng xương, thuốc chống loãng xương bisphosphonate, nếu các bạn uống trong vòng 1 năm mà nó không sụp cái chỏm xương đùi thì có nhiều khả năng các bạn 70% sẽ giữ được cái chỏm xương đùi của mình để tiếp tục xạ tiếp. Một số trường hợp khác, người ta sẽ khoan giải áp và ghép xương. Thì ghép xương có thể là ghép xương bình thường, có thể ghép xương có mạch, có cuốn mạch để mà hy vọng rằng là phục hồi lại được cái chỏm xương đùi. Và cái tỷ lệ của chúng tôi khi làm nó cũng đạt được tầm khoảng 70% đến 75%. Có nghĩa rằng là nếu các bạn phát hiện giai đoạn sớm, mổ một đường mổ nhỏ, ghép xương vào bên trong, nạo hết cái xương chết đi, ghép cái xương mới vào bên trong thì 75% các bạn có thể giữ được cái chỏm xương đùi ít nhất là trong vòng 5 năm cho đến 10 năm. Sau đó nếu tiếp tục nó hư thì lúc đó chúng ta già rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang thay khớp háng. Thế thì đối với cái giai đoạn mà trễ rồi, cái chỏm nó méo rồi đó, thì người ta sẽ phải thay khớp háng cho các bạn. Và đối với cái điều này thì nó cũng không có cái gì là ghê gớm. Nếu chúng ta quá trẻ thì có thể là một cái vấn đề hơi trở ngại để sau này khi chúng ta lớn lên vài chục năm sau thì chúng ta phải thay lại khớp háng. Nhưng nếu chúng ta có tuổi 50, 60, 70 thì cũng không phải là vấn đề lớn, vì những cái thiết kế của khớp háng sau này cái tuổi thọ nó kéo dài lên tới 20, 25 năm, thậm chí có những trường hợp là 30 năm. Và cái kỹ thuật mổ thay khớp háng bây giờ có những cái tiến bộ rất là lớn. Các bạn sẽ thấy người ta có thể sử dụng đường mổ nhỏ ở phía trước bên, hoặc là đường mổ super bát, gần như là không cắt miếng cơ nào và chỉ mở ra để đặt một khớp háng mới cho các bạn, sau đó khâu bao khớp trở lại và các bạn mọi hoạt động trở về như bình thường, chứ không còn phải như ngày xưa là bắt các bạn là không có được ngồi xổm, không được ngồi bắt chéo chân, đi đứng phải vận động phải nhẹ nhàng khoan thai giống như gái mới về nhà chồng. Chuyện này không cần, trở nên không cần thiết nữa. Đối với hệ thống bệnh viện đa khoa Tâm Anh, chúng tôi sử dụng đường mổ nhỏ là đường mổ phía trước, hoặc đường mổ bikini cho những bạn nữ hoặc là những bạn nam mà muốn đi tắm biển. Thì cái đường mổ bikini là nó đi theo cái đường của cái khớp háng ở phía trước, và khi mà chúng ta mặc cái quần bơi vào thì nó sẽ che cái đường mổ này đi và chúng ta không thấy một cái sẹo mổ nữa. Hoặc là chúng ta sử dụng đường mổ super bass để mà mở cái bao khớp, đặt cái khớp háng vào, và sau đó thì ngay hôm sau bệnh nhân có thể đứng dậy và tập đi ngay tức thì. Đã có những cái trường hợp mổ thay hai khớp háng sau 2 ngày 3 ngày là bệnh nhân xuất viện ngay. Một cái điều mà chúng tôi cách đây khoảng 5-7 năm về trước có lẽ cũng không có mơ được cái chuyện như vậy, vì mổ thay hai khớp háng nhiều khi bệnh nhân phải nằm cả tuần, hoặc là phải nằm 10, 14 ngày, thậm chí 20 ngày ở những cái nơi khác để mà có thể tập tành này nọ. Thì cho đến nay thì cái phương án điều trị nó chỉ là vấn đề hoặc là uống thuốc ghép xương nếu giai đoạn sớm, hoặc là thay khớp háng nếu giai đoạn trễ. Các bạn đừng cố công tìm kiếm những cái phương án khác, vì trên thế giới tới giờ này người ta vẫn chưa có những cái biện pháp nào khác hơn những cái biện pháp như vậy. Vấn đề còn lại là các bạn phải theo dõi cái triệu chứng của mình và phải báo cáo kịp thời cho bác sĩ rằng là mình đang bị cái đau cái gì, bác sĩ sẽ kiểm tra coi mình ở giai đoạn nào và có cái phương án xử lý như thế nào. Và hy vọng với video này, nếu như các bạn chẳng may bị hoại tử chỏng xương đùi, hoặc là có những người thân trong gia đình bị hoại tử chỏng xương đùi, thì chúng ta hiểu được cái phương án điều trị và chúng ta sẽ cùng với bác sĩ hợp tác để mà điều trị tốt nhất cho cái bệnh lý này. Các bạn không nên sợ hãi về những cái điều mà nghe qua nó có vẻ rất là hoành tráng và ghê gớm, nhưng cái phương án điều trị thì các bạn sẽ thấy rất đơn giản và trong tầm tay của bác sĩ chấn thương chỉnh hình ở Việt Nam. Tôi kết thúc video ở đây, hy vọng đã đem lại cho các bạn
một số thông tin bổ ích về vấn đề hoại tử chõm xương đùi, và đặc biệt đang một cái trend hiện nay đó là hoại tử xương hàm do Covid, nhưng mà hoại tử chõm xương đùi thì không liên quan gì tới chuyện Covid. Chúng tôi chưa phát hiện trường hợp nào mà bị Covid mà bị hoại tử chõm xương đùi, các bạn an tâm về vấn đề này. Hy vọng là trong tương lai chúng ta cũng sẽ không có những cái hoại tử chõm xương đùi do Covid. Xin hẹn gặp các bạn trong một video kế tiếp với những cái chủ đề khác rất hấp dẫn trong chuyên đề ngành chấn thương chỉnh hình và các vấn đề liên quan đến chấn thương chỉnh hình. Các bạn nhớ đăng ký kênh và share video để cho cái kiến thức này có thể lan truyền cho những người khác. Và cảm ơn các bạn đã xem và đã share video.